Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Gangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com. thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả các khán giả. Và như thường lệ, chúng ta vẫn nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Maduro dưới áp lực đã cho tìm kiếm lại việc kiểm tra lại kết quả bầu cử. Tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro cho biết ông đã yêu cầu tối cao pháp viện của quốc gia này thực hiện một cuộc kiểm tra về cuộc bầu cử sau khi mà các nhà lãnh đạo đối lập tranh luận rằng là ông ta không chiến thắng và công bố tất cả những cái chi tiết về cuộc đếm phiếu. Ông Maduro nói với các thông tín viên rằng việc mà đảng cầm quyền đang làm việc và sẵn sàng có một cái cuộc minh bạch về bầu cử. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra tất cả cho phía của hệ thống tư pháp. Đó là lời phát biểu của ông với các thông tín viên khi đề nghị tối cao pháp viện ở Caracas là nơi sẽ kiểm tra lại tất cả những kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Và ông Maduro, người thách thức của ông ta là ông Edmundo González và nhà lãnh đạo đối lập là Maria Corina Machado cho biết là họ có ít nhất là 2/3 tất cả các tấm giấy trong đó cho thấy rằng là họ đã chiến thắng sau khi mà họ nói rằng ông Maduro đã bị thua trong cuộc bầu cử này. Ông Maduro đoán chắc với các thông tín viên rằng đã có một cái âm mưu chống lại chính quyền của ông trong và cái hệ thống bầu cử đã bị xâm nhập. Tuy nhiên thì ông ta vẫn không cho biết tất cả một bằng chứng nào và ông ta dự tính rằng sẽ phát biểu ở trên toàn quốc cũng như là giới truyền thông vào chiều tối ngày hôm nay thứ tư. Và đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông ta kể từ khi mà có cuộc bầu cử. Áp lực đã gia tăng nhắm vào ông ta khi mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia, một cái tổ chức được xem là trung thành với đảng xã hội của ông ta, đã công bố kết quả cho thấy là ông ta chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuy nhiên thì rất nhiều người đã cho thấy rằng là ông cái kết quả này không chính xác. Ông Gosley nói rằng ông nhận được 6.2 triệu phiếu bầu so với ông Maduro chỉ có 2.7 triệu phiếu bầu. Tuy nhiên một cái kết quả khác do Hội đồng Bầu cử đưa ra cho thấy ông Maduro lại được 5.1 triệu phiếu bầu so với lại 4.4 triệu phiếu bầu dành cho ông Gosley. Đây được xem là một áp lực mới nhất nhắm vào chính quyền Maduro và ông ta nói rằng ông ta giao phó cho việc kiểm tra lại kết quả bầu cử từ tối cao pháp viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã ra lệnh trực tiếp tấn công vào Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết nhà lãnh đạo tối cao của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh là Iran sẽ tấn công trực tiếp vào Do Thái để trả đũa việc sát hại một lãnh đạo của Hamas ngay trên lãnh thổ của họ là Ismail Haniyeh, theo tường trình của tờ New York Times đưa ra. Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu nói rằng Do Thái sẽ trả một cái giá rất đắt cho bất kỳ một cuộc nào nhắm vào chúng tôi và ông nói rằng sẽ có những thách thức trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì Do Thái cam kết rằng đã từng và sẽ yêu cầu giết hại Ismail Haniyeh cùng với các lãnh đạo khác của Hamas kể từ cái cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 ở phía nam của Do Thái. Và cuộc không tập này diễn ra sau khi mà ông Haniyeh đã xuất hiện trong buổi lễ nhận chức của tân tổng thống của Iran tại Tehran vài giờ sau khi mà Do Thái đã nhắm mục tiêu vào một chỉ huy quân sự Hezbollah, đồng minh thân cận của Iran ở tại Lebanon, theo tường trình cho biết. Và cuộc ám sát này được xem là đã diễn ra ở khu vực của Tehran, ngay trong trung tâm và được xem là một nơi có tiềm năng sẽ thúc đẩy đến Iran và Do Thái tới một cuộc đối đầu trực tiếp khi mà Iran trả đũa. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang tìm cách ngăn chặn cuộc chiến mở rộng trong khu vực. Và trong bản statement đưa ra trên website, nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng sẽ thực hiện trách nhiệm của họ và Iran chuẩn bị sẽ trừng phạt đối với việc mà sát hại một người khách ngay trên quê nhà của họ. Trong khi đó thì phía Do Thái và Iran
trong những năm gần đây đã bắt đầu có những đối thủ đầu gây gắt liên quan tới việc mà gọi là Iran đã hỗ trợ cho một nhóm khủng bố thường xuyên mở các cuộc tấn công vào Iran. Trong khi đó thì Do Thái trong ngày thứ ba, một cuộc tấn công bất ngờ ở thủ đô của Lebanon đã sát hại được một chỉ huy trưởng của Hezbollah, bị cáo buộc là kẻ đứng sau cái vụ bắn đạn rocket trên đồi Golan Heights. Đây được xem là những biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Đông. Cùng một lượt thì ông Netanyahu cho biết là sẽ trả một giá rất đắt cho bất kỳ một hành động nào tấn công vào Do Thái. Do Thái đang chuẩn bị cho toàn bộ tất cả những cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ, và Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu trên đài truyền hình nói rằng bất kỳ một cái cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Do Thái đều sẽ phải trả giá rất đắt. Ông cho biết là Do Thái đang chuẩn bị sẵn sàng gọi là nghiền nát tất cả những vệ tinh của Iran trong vài ngày gần đây, và bao gồm luôn cả Hamas lẫn Hezbollah. Tuy nhiên, ông không nhắc tới việc giết hại tên Hanizeh, vốn là cánh chính trị của Hamas ở tại Iran. Công dân của Do Thái đã bị thách thức trong những ngày gần đây, và kể từ khi mà cuộc tấn công tại Beirut đã diễn ra, trong đó gần như chúng tôi sẽ đối phó với bất kỳ một kịch bản nào, và chúng tôi sẽ đoàn kết để bảo vệ, chống lại bất kỳ một đe dọa nào. Do Thái sẽ buộc kẻ mà thực hiện các cái âm mưu tấn công vào chúng tôi trả một giá rất đắt, ông Netanyahu đã phát biểu trên đài truyền hình như trên. Phía lực lượng Do Thái loan báo vào ngày thứ ba, họ đã sát hại được Fu Ashok, được xem là một lãnh đạo của nhóm Hezbollah và là một chỉ huy quân sự tại đây, sau khi mà nói rằng tay này là kẻ đã thực hiện cuộc tấn công vào cuối tuần qua, khiến cho 12 đứa trẻ ở tại đồi Golan Heights đã bị thiệt mạng sau khi mà đạn rocket bắn trúng vào một sân vận động về túc cầu. Đó, ông Shirk là một cố vấn của Hezbollah và nhà lãnh đạo Sayed Hassan Nasrallah, theo tường trình của giới chức của Hezbollah cho biết như trên. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của phía Do Thái đưa ra. Cùng một lượt thì thi hài của viên chỉ huy quân sự của Hezbollah đã được phát hiện trong đống đá đổ nát. Thi hài của chỉ huy quân sự của Hezbollah là Fu Ashok đã được tìm thấy trong đống đá đổ nát ở một cái khu ngoại ô của thủ đô Beirut của Lebanon. Các nguồn tin giới chức quân sự đã cho hãng thông tấn Reuters biết vào ngày thứ Tư. Do Thái cho biết là họ thành công đã sát hại tay này. Tuy nhiên thì trước đó do Hezbollah cho rằng là chỉ huy trưởng của họ đã thoát được một cái cuộc tấn công của Do Thái. Nhưng giờ đây thì các tin tức xác nhận cho thấy là thi hài của ông này đã được phát hiện trong đống đá đổ nát ở ngoại ô của thủ đô Beirut của Lebanon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự tại Trung Đông ngày hôm nay, giá dầu thô đã tăng lên tới 2.5% trong những lo sợ rằng là cuộc chiến tại Trung Đông sẽ bùng nổ lớn hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì giá dầu thô đã gia tăng hơn 2% vào ngày thứ Tư sau 7 tuần ở cái mức thấp, và tiếp theo việc mà một lãnh đạo của Hamas đã bị sát hại tại Tehran, cũng như là cuộc chiến tại Trung Đông đang có tình trạng sẽ bùng nổ lớn hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì giá dầu thô Brent Crude đã tăng 1 đồng 97 cent hoặc là 2.5% ở mức là 80 Mỹ Kim 60 cent cho một thùng dầu thô. Và giá dầu thô Texas hiện nay là ở mức là 76 đồng 20 sen, tức là gia tăng khoảng 2 đồng 32 sen, tức là 3.1%. Trong khi đó thì trước đây thì giá dầu thô của thế giới là ở mức là 80 đồng 21 sen, và hiện nay thì gần như cái quỹ dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ hiện nay đang có thêm được khoảng 3.4 triệu thùng dầu thô vào tháng trước, sau khi mà phía của chính quyền cho biết sẽ cho thu hồi và mua lại tất cả các cái quỹ dự trữ về dầu thô. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất liên quan tới chiến sự tại Trung Đông có thể bùng nổ và ảnh hưởng tới giá dầu trên thế giới. Các bộ trưởng trong khối OPEC cho biết là họ sẽ có một cuộc họp cấp bộ trưởng để quyết định vào cái giá dầu thô trong thời gian tới và xuất cảng thêm hay giảm xuất cảng trong ngày thứ Năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ chính thức đã kêu gọi công dân của họ không nên bay tới Lebanon. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ Ba đã thúc giục công dân của họ là không nên bay tới Lebanon, chỉ ra sự căng thẳng giữa Do Thái và nhóm Hezbollah do Iran hỗ trợ đang hoạt động tại đây. Bộ Ngoại giao đã đưa ra một cái khuyến cáo về du lịch tới Lebanon ở mức độ 4 và với hàng chữ là Do Not Travel, tức là không nên bay tới khu vực của Lebanon. Chính quyền của Lebanon không thể bảo đảm sự an toàn cho các công dân Hoa Kỳ sau khi mà bùng nổ bạo động và các cuộc xung đột vũ trang tại đây. Và gia đình, các láng giềng hoặc là những cái nơi được xem là có tranh chấp có thể gia tăng một cách nhanh chóng và có thể biến thành bạo động mà không có sự cảnh báo trước. Và các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục âm mưu tấn công ở phía
của Nam, phía Nam của Lebanon. Các nhóm khủng bố vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mà không báo trước, nhắm vào các khu vực du lịch, các cái trạm xe công cộng, các cái chợ, các trung tâm shopping hoặc là các cái cơ sở của chính phủ. Và tin tức này được đưa ra giữa lúc mà tờ Jerusalem Post cho biết vào ngày thứ Tư là hãng United Airlines, Delta Airlines và British Airways đồng thời đã ngưng lại tất cả các chuyến bay tới Do Thái bắt đầu từ ngày thứ Năm. Và họ được khuyến cáo là giới chức an ninh đã cho biết là có tình trạng bạo động về tội ác gia tăng, bao gồm luôn những bạo động chính trị. Và điều này cho thấy rằng môi trường tại đây đã trở nên phức tạp hơn và có rất nhiều những động cơ chính trị bắt cóc tống tiền, những động cơ chính trị hoặc là tranh chấp trong gia đình. Nó sẽ diễn ra ở tại khu vực của Lebanon. Đây được xem là một trong những lời khuyến cáo mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ đối với các công dân của họ là không nên bay tới Lebanon hoặc bay tới Do Thái trong giai đoạn này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng viện đã bác bỏ việc ban cấm việc buộc là phải công bố tất cả những cái quảng cáo nào liên quan tới chính trị mà sử dụng cái hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ủy ban thương mại tại Thượng viện ngày thứ Tư đã bác bỏ một cái nỗ lực cấm cơ quan và FCC của liên bang đòi hỏi tất cả các công ty truyền thông và các hệ thống radio là phải công bố tất cả những cái mẫu quảng cáo nào liên quan tới chính trị mà sử dụng hệ thống AI. FCC đã bỏ phiếu vào đầu tháng này để đề nghị việc buộc phải công bố tất cả những cái quảng cáo sử dụng bằng cái công cụ AI và trong đó mở ra một cái bản kế hoạch cho công chúng được phát biểu ý kiến vào giữa tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Thương mại tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Maria Caldwell cho biết là FCC không thể hoàn tất được cái quy tắc này trước cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Một số Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa gia tăng sự lo ngại là sẽ có cuộc gọi là ban cấm đối với AI trong lúc mà cả ủy ban này đã bỏ phiếu theo lề đảng với 14-2 và ban bỏ cái lệnh cấm đối với cơ quan FCC. Và việc này gia tăng sự lo ngại tại Washington DC là việc mà sử dụng AI để thực hiện các cái mẫu quảng cáo có thể hướng dẫn sai lạc cho cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây và cuộc bầu cử quốc hội. FCC cho biết là AI có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong các quảng cáo về chính trị. Chủ tịch của FCC là Jessica Rosenworcel đã ký một cái tiềm năng cho biết là có thể sẽ có những cái hướng dẫn sai lạc về những hình ảnh giả được tạo ra bởi AI, trong đó gồm cả hình chụp, hình video hoặc là audio có thể sẽ làm cho cử tri bị lầm lẫn. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của Ủy ban Thương mại tại Thượng viện đã quyết định là không ban lệnh cấm đối với FCC khi FCC đòi hỏi là phải công bố tất cả những cái mẫu quảng cáo mà sử dụng hệ thống AI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Walt Disney cho biết là họ sẽ giảm đi 2% việc làm trong tất cả các kỹ nghệ liên quan tới truyền hình. Công ty Walt Disney cho biết là họ sẽ loại trừ 140 việc làm hoặc 2% trong nhân viên của họ, theo tường trình của Disney Entertainment Television cho biết và hãng thông tấn Bloomberg đã báo cáo. Đây là cái đợt sa thải mới nhất trong tổng số là 8.000 việc làm đã bị cắt giảm sau khi mà người lãnh đạo hành chính của công ty Walt Disney là Bob Iger đã đưa ra từ tháng 11 năm 2022 cắt giảm hàng tỷ Mỹ Kim trong vấn đề chi phí. Và việc sa thải các cái khu vực ở truyền hình dưới quyền của Disney là nỗ lực giảm đi tất cả những chi phí một phần trong cái việc mà điều hành của họ. Và Disney tìm cách quân bình nguồn đầu tư vào cái nguồn streaming của họ và kể cả hệ thống cable. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ vẫn có thể kiếm được khoảng hàng tỷ Mỹ Kim trong vấn đề lợi nhuận trước cơn gió nóng về tình trạng gọi là khó khăn. Và việc cắt giảm mới nhất này cho thấy là mạng lưới này đã bắt đầu có những cái sự thay đổi lớn trong tất cả những cái mạng lưới truyền hình của họ, bao gồm cả Nat Geo, Freedom và ABC Station. Đây được xem là một quyết định mới nhất của công ty Walt Disney nhằm cắt giảm tất cả những chi phí. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, một quan tòa đưa ra một cái phán quyết và cho rằng lệnh cấm loại súng trường AR-15 là vi hiến. Đó là một trong những cái quyết định mới nhất. Tiểu bang New Jersey đã từng có một cái luật ban cấm loại AR-15 súng trường và việc cấm này đã trở thành vi hiến sau khi mà quan tòa đã đưa ra vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên nói rằng việc mà giảm đi tất cả 10 viên đạn trong cái băng đạn của AR-15 là vẫn còn nằm trong vòng hiến pháp và được cho phép. Quan tòa có tên là Peter Sheridan trong một cái bản quan điểm 69 trang đã đưa ra và nói rằng
là bởi vì đã có cái phán quyết trước đó của tối cao pháp viện liên quan tới vấn đề sở hữu vũ khí, và việc mà tiểu bang New Jersey đã ban hành luật cấm loại súng AR-15, tức là loại súng trường này, là đã vi phạm vào cái tu chính án số 2 về quyền sở hữu vũ khí của người dân, và quan tòa đã cho trì hoãn lại cái lệnh này trong vòng 30 ngày và chỉ ra cho thấy rằng là việc này rõ ràng là một hành động vi hiến. Tuy nhiên, việc ban hành việc cấm các băng đạn trên 10 viên đạn thì có thể vẫn nằm trong hiến pháp chứ không có bị loại trừ trong hiến pháp, và đây được xem là một trong những nỗ lực của tiểu bang New Jersey nhằm giới hạn quyền sở hữu súng đạn của người dân sau khi đã có một loạt các cái vụ nổ súng ở tại Newton, Connecticut, nơi mà 20 trẻ em và 6 người lớn đã bị sát hại bởi một khẩu AR-15. Trước đó thì Bộ trưởng Tư pháp của New Jersey là Mark Blackin cho biết trong bản statement là phán quyết này có vẻ như là đã phá hủy sự an toàn về công cộng. Đây được xem là một nỗ lực của tiểu bang New Jersey nhằm siết chặt quyền sở hữu súng đạn của người dân và đã bị quan tòa bác bỏ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các dân biểu của Hạ viện thuộc nhóm Hispanic, tức là những người nói tiếng Hispanic thuộc Đảng Cộng hòa, đã lên tiếng và so sánh về việc mà Joe Biden muốn cải tổ hệ thống SCOTUS, tức là tối cao pháp viện, thì cũng không khác gì nhà độc tài Maduro trong việc mà tìm cách khống chế tối cao pháp viện của Venezuela. Các dân biểu thuộc người gốc Hispanic, tức là gốc người Trung Mỹ và Nam Mỹ, đã bắt đầu lên tiếng so sánh ông Joe Biden trong cái việc mà ông ta muốn đưa bản kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp, và trong đó họ cho rằng hành động này không khác gì nhà độc tài Maduro trong việc mà kiểm soát tối cao pháp viện của Venezuela. Dân biểu đại diện cho Freida là Maria Salazar Mario de Abala cùng với Carlos Jimenez đã thu một đoạn video trước đó vào đầu tuần này, lên tiếng và nói rằng cái dự tính mà Joe tính cải tổ hệ thống tối cao pháp viện của Hoa Kỳ thì không khác gì ông cố tổng thống trước đây của Venezuela là Hugo Chavez và người tiền nhiệm hiện nay của ông ta là Nicolas Maduro đã tái tranh cử và đã bị chỉ trích bởi cộng đồng quốc tế sau khi mà ông này đã thay đổi một số những cái luật lệ trong tối cao pháp viện và nằm dưới sự kiểm soát của ông ta. Và bà Salazar nói rằng ông Joe Biden có một cái dự tính được xem là một cái hành động đầy đen tối khi mà muốn tìm cách thay đổi cái hệ thống tư pháp tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cộng đồng người Latino, tức là những dân biểu đại diện cho cộng đồng nói tiếng Hispanic, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về việc Joe Biden đang muốn cải tổ hệ thống tối cao pháp viện, trong đó là đặt giới hạn về cái nhiệm kỳ của các chánh án, đặt ra quy tắc đạo đức dành cho các chánh án và đòi là phải giảm đi tất cả những cái quyền miễn trừ của Tổng thống Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái hành động mà phía của bà Salazar nói rằng Đảng Dân Chủ đang tìm cách thay đổi tại cái hệ thống của tư pháp Hoa Kỳ để thao túng và để biến nó thành một thứ công cụ tương tự như nhà độc tài Maduro đang sử dụng cái tối cao pháp viện của Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi mà có một cuộc đối đầu với những nhân viên bật vụ cho bảo vệ cho con gái riêng của bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Các nhân viên mật vụ được bổ nhiệm để bảo vệ cho Ella M. Hope, con gái riêng của bà Phó Tổng thống Kamala Harris, đã bắt giữ một người đàn ông tại Manhattan sau khi ông này đối đầu với họ và tìm cách xóa đi cái bảng số xe của họ trong chiếc xe của họ trong lúc cô này đang có một cái buổi ăn trưa ở gần đó. Trong chiều ngày thứ ba thì một cá nhân đã tiếp cận với lại hai nhân viên mật vụ với chiếc xe của họ đậu ở tại Lower Manhattan và không có một hành động khiêu khích nào và gây thiệt hại cho cái license plate ở trên cả hai chiếc xe. Nhân viên mật vụ đã đưa ra bản báo cáo như trên theo tường trình của New York Post và người đàn ông này nhanh chóng đã bị bắt giữ cho tới khi mà cảnh sát của New York tới và dẫn ông ta đi và không có một cái hay là hành động nguy hiểm nào cho người được bảo vệ. Và trong biến cố này, nhân viên mật vụ đã cho biết như trên. Và theo bản báo cáo thì em Hốt là con gái riêng thứ hai của Doc M. Hốt, vốn là con riêng của bà chồng của bà Kamala Harris, đang đi ăn trưa với bạn ở cái nhà hàng có tên là Tribeca vào lúc 12:40 trưa. Và người đàn ông này bị bắt có tên gọi là Henry Hedman, 45 tuổi, đã đối đầu với chị sau khi mà họ chờ đợi ở bên ngoài. Và trong đó thì đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới những yếu nhân được bảo vệ đang bị đe dọa bởi tất cả những thành phần ở bên ngoài xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và trong một cuộc thăm dò mới nhất của McLaughlin cho thấy là ông Trump đã dẫn trước Kamala Harris trên toàn quốc sau khi bà này có một cái giai đoạn honeymoon và đã có cái số điểm được xem là rút ngắn đối với ông Trump. Sau tuần lễ honeymoon của bà Kamala Harris được nâng đỡ bởi giới truyền thông và giờ đây thì bà ta phải đối diện với thực tế. Cuộc thăm dò mới nhất chấm dứt vào ngày 29 tây tháng 7 cho thấy cựu tổng thống Trump dẫn trước bà phó tổng thống Kamala Harris là 47/45. Con số được xem là đây là một lần mà người dân Hoa Kỳ cho rằng là đất nước Hoa Kỳ đã đi sai đường. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã tăng 2% so với trước đây ông ta đụng độ với ông Joe Biden. Trong tháng 6 thì ông Trump dẫn trước Joe Biden là 46/44. Kể từ đó tới nay đã xảy ra những chuyện chưa từng có và chúng ta thấy được là sau ngày 27 tây tháng 6, ông Trump gần như đánh bại Joe Biden trong các cái cuộc tranh luận và giới truyền thông đã trở nên khủng hoảng hơn và buộc Joe Biden phải rút lui. Ngày 13 tây tháng 7 là ngày mà viên đạn ám sát đã bắn trúng lỗ tai bên phải của ông Trump, khiến cho ông đã bị thương. Ngày 15 cho tới ngày 19 tây, ông Trump đã đoàn kết đảng Cộng Hòa và trong đó gần như đã được đề cử bởi đảng Cộng Hòa và được tổ chức một cái cuộc đại hội rất thành công. Ngày 21 tây tháng 7 thì trong cái một cái biến cố chưa từng có dưới áp lực của đảng Dân Chủ và ông Obama thì ông Joe Biden đã tuyên bố rút lui ra khỏi cuộc tranh cử và chọn bà Kamala Harris thay thế cho ông ta. Và hiện nay sau một tuần đã giới truyền thông nâng đỡ cho Kamala Harris và chúng ta quay lại, ông Trump vẫn tiếp tục dẫn đầu. Trong ngày 26 tây thì ông Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris 47/42 hồi tháng 6 và giờ đây có một số những sự khác biệt. Trong số những người Mỹ gốc Phi Châu, ông Trump nhận được 28% so với Joe Biden là 64%. Giờ đây thì ông Trump chỉ còn 18%, bà Harris được 74%. Trong cộng đồng của người Hispanic, ông Trump nhận được 42% với Joe Biden là 45%. Và giờ đây thì là ông Trump được 37% so với bà Harris là 53%. Trong số cử tri người da trắng, ông Trump dẫn trước Biden 51/40 và giờ đây ông Trump được 56%, bà Harris chỉ được 38%. Trong số những người đã kết hôn, cử tri đã kết hôn, ông Trump dẫn trước 52% so với Joe Biden 38%. Giờ đây ông Trump dẫn trước là 56% so với bà Harris là 37%. Trong số những cử tri ở nông thôn, ông Trump dẫn trước Joe Biden gia tăng 14% là 52/38 và giờ đây ông Trump đã lên tới 29 điểm, tức là 62% dành cho ông và chỉ có 33% dành cho bà Harris. Và nếu có sự xuất hiện của Robert Kennedy Jr. trong lá phiếu, ông Trump 42, bà Harris 41 và ông Kennedy được 8%. Vào tháng trước thì ông Trump dẫn trước 39%, ông Biden 37%, ông Kennedy được 10%. Bà Harris có vẻ như đã lấy được một số thành viên và cử tri của đảng chủ từ ông Kennedy. Tuy nhiên, về đa số cử tri tin rằng ông Trump sẽ chiến thắng là 51/39. Đây được xem là con số thách thức đối với lại bà Kamala Harris, mặc dù rằng là bà ta đã được ủng hộ khá cao hơn so với thời gian trước đây. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy rằng là người dân Hoa Kỳ có tới 64/29% nói rằng nền kinh tế đã trở nên tệ hại hơn và nền kinh tế được xem là cái mối quan tâm hàng đầu với tổng cộng 45%, đặc biệt là vấn đề lạm phát 29%. Chỉ có 22% là quan tâm tới vấn đề xã hội, trong đó vấn đề phá thai chỉ chiếm 6%, 17% là vấn đề liên quan tới an ninh và trong đó vấn đề biên giới là 10%. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện với khoảng 1.000 cử tri đã ghi danh với mức sai biệt là cộng trừ 3.1% và 95% được xem là đáng tin tưởng, đã được thực hiện từ ngày 23 tháng 7 cho tới ngày 29 tây tháng 7. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất của Real Clear Politics, trong đó thì quyền và giám đốc của cơ quan mật vụ đã từ chối rất nhiều lần về yêu cầu tăng cường an ninh cho ông Trump. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ là ông Donald Rowe đã trực tiếp có vai trò trong việc bác bỏ và không cung cấp thêm cái vấn đề an ninh cho ông Trump trong vòng 2 năm qua, theo một bản báo cáo mới nhất của Real Clear Politics đã đưa ra. Trong một bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ ba trước khi có cuộc điều trần, thì ký giả có tên là Susan Crabtree đã có những tập tài liệu cho thấy rằng ông Rao đã nhiều lần bác bỏ tất cả những cái yêu cầu từ phía của ông Trump để bảo vệ cho ông trong vòng 2 năm qua. Ông Rao và cựu giám đốc điều hành của cơ quan mật vụ là Kimberly Shido, người đã từ chức sau cái vụ ám sát ngày 13 tây tháng 7 vừa qua với ông Trump tại Berkeley, Pennsylvania, cả hai đều liên quan trực tiếp tới quyết định là bác bỏ tất cả những yêu cầu của phía ông Trump khi mà tăng thêm cái vấn đề an ninh cho ông.
Và trong đó thì ông Rao đã từng bác bỏ cái lời câu hỏi của thượng nghị sĩ Ron Johnson về tình trạng mà chính quyền của xin lỗi quý vị, nhóm làm việc của ông Trump đã yêu cầu tăng cường tất cả những mạng lưới an ninh, và ông này nói rằng tin này không sự thật. Tuy nhiên thì việc mà ông ta bác bỏ chuyện này thì theo lời của bà Crabtree cho biết, bà có đầy đủ tất cả những tập tài liệu cho thấy ông này là người đã bác bỏ tất cả những cái yêu cầu của phía ông Trump. Và trong đó ông ta nói rằng bây giờ ông ta có thể đổ thừa qua cho bà Chido là người quyết định. Nhưng tuy nhiên chúng ta đã nhìn thấy được trong tất cả những cái email và ai là người nắm vai trò quyết định trong vấn đề này. Bà Crabtree đã nói với lại Nuclear Politics, và tôi thấy rõ ràng tôi không tin vào cơ quan mật vụ và tôi đã theo dõi họ trong suốt 12 năm qua. Và tôi đã phát hiện ra rất nhiều những tai tiếng của cơ quan mật vụ từ năm 2012. Và tôi tin vào cái nguồn tin của tôi. Họ đã có những đầy đủ tất cả những nguồn tin này. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ tờ Nuclear Politics đưa ra. Và cái người ký giả là Susan Crabtree, người được xem là có quá trình theo dõi những tai tiếng của cơ quan mật vụ trong suốt mười mấy năm qua. Và bà công bố cho biết ông Rao là người đã trực tiếp ra lệnh bác bỏ tất cả những yêu cầu tăng cường an ninh từ phía của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong lần xuất hiện lần đầu tiên với lại Hiệp hội ký giả người da đen, ông Trump đã lên tiếng và cho rằng bà Harris đã không tôn trọng những ký giả người da đen. Cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích bà Phó Tổng thống Kamala Harris là thiếu sự tôn trọng với những ký giả người da đen khi bà từ chối phát biểu trong cái hội nghị của những ký giả người da đen, cái hiệp hội của họ. Ông Trump đã xuất hiện ở trên cái cuộc nói chuyện này, và trong đó cuộc nói chuyện đã bị trì hoãn suốt nửa tiếng đồng hồ sau khi mà cái nơi tổ chức cuộc nói chuyện của ông Trump với các ký giả người da đen đã thiếu dụng cụ và không làm việc được. Tổ chức này có tên là NABJ, vốn thành lập từ năm 1975. Họ vẫn thường xuyên mời các ứng cử viên tổng thống phát biểu trong hội nghị thường niên của họ. Và ông Trump được xem là thành viên đầu tiên của đảng Cộng Hòa đã nhận cái lời đề nghị này kể từ thời của ông George Bush ở năm 2004. Đây được xem là lần xuất hiện mới nhất của ông Trump. Và trong cuộc nói chuyện này, người phỏng vấn ông Trump thuộc đài ABC đã mở một cái cuộc câu hỏi mang tính chất tấn công ông Trump rất rối rác. Và ông Trump đã trả lời một cách rất thẳng thắn. Bà là người đã làm trễ 35 phút đồng hồ. Và bà đã đặt những câu hỏi mang tính chất đầy miệt thị và tấn công. Và những câu hỏi này tôi đã trả lời bà. Đây là lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra sau khi bà này đã mở một loạt những câu hỏi mang tính chất tấn công với ông Trump, thay vì tìm hiểu về quan điểm của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiếp theo việc mà đòi xóa tiền thuế trên cái tiền tip của các người dân, thì bây giờ ông Trump lại đưa ra một ý tưởng mới là xóa bỏ vĩnh viễn tiền thuế đánh trên người cao tuổi trong cái tấm chéc an sinh xã hội của họ. Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một ý tưởng mới là sẽ xóa bỏ hoàn toàn mức thuế đánh vào cái tấm chéc về an sinh xã hội của các người cao tuổi trên trang True Social. Những người cao tuổi không nên trả thuế trên cái chéc Social Security, ông đã viết như trên. Và trong đó thì nhiều lần lưỡng đảng đã có cái sự thành lập về việc và bảo vệ cho cái quỹ an sinh xã hội đã biến thành luật từ thời của ông Ronald Reagan năm 1983. Và kể từ đó đến nay, thì cái cơ quan an sinh xã hội đã đánh thuế vào trong tất cả những cái lợi tức của những người cao tuổi từ 25.000 cho tới 34.000 Mỹ Kim. Và nếu số tiền trên 34.000 Mỹ Kim thì có tới 85% cái tiền quyền lợi về an sinh xã hội của họ sẽ bị đánh thuế. Và ông Trump 78 tuổi hiện nay đang thúc đẩy việc mà gọi là giảm thuế cho người dân, bao gồm luôn việc chấm dứt đánh thuế lên trên tiền thiếp. Và giờ đây ông đưa thêm cái ý tưởng cho biết là sẽ không đánh thuế vào cái tiền an sinh xã hội của người cao tuổi. Trong khi đó thì cái quỹ ban đặc trách về ngân sách của Quốc hội cho biết là quỹ an sinh xã hội và quỹ Medicare có thể sẽ bị khô cạn từ đây cho tới giữa năm 2030, và trong đó gần như là đã bị tiêu xài một cách quá trớn cho tất cả những dịch vụ về xã hội. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất và cái sáng kiến mới của ông Trump đưa ra trong lúc mà ông vẫn tiếp tục vận động tranh cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!